Hôm nay tòa chúng tôi sẽ mở một phiên tòa để xét xử một vụ án rất là quan trọng. Đó là vợ giết chồng. Và xin mời quý vị cùng theo dõi với chúng tôi. Thành thật cảm ơn. Phiên tòa xin phép được bắt đầu. Cho mời bị cáo ra hầu tòa. Nguyễn Thị Loan là một người có học, một cô gái đợt sống mới, luôn luôn tìm cách thoát ly gia đình chồng. Thị Loan đã giết chồng, một người chồng hiền lành, trong lúc giận dữ. Thị Loan đã có tội với gia đình, nhưng tội lớn nhất là cố ý giết người. Tiếp theo, cho mời nhân chứng thứ nhất vô hầu tòa. Dạ bẩm tòa. Dạ cháu là Ngô Thị Diệu Bích, em của Ngô Văn Thân, tức là nạn nhân đấy. Nhưng mà cháu sợ lắm mà. Không có gì sợ hết, khai đi. Dạ vâng ạ, cháu xin nói tất tần tật tuốt tuột tuột những việc cháu thấy, những gì cháu nghe, những điều cháu biết, không một lời gian dối, không một chữ điều ngoa, không một từ người miệng. Cháu xin thề là rất thành thật và không hề toan tính đâu ạ. Ra trước tòa bác khai giống như kêu lô tô. Thôi, cho ta biết đi, cô có quan hệ thế nào với lại bị cáo? Con đấy, con giết người đấy, nó là chị dâu của cháu. Mặc dù là chị dâu, nhưng mà nó nhỏ tuổi hơn cháu đấy ạ. Đâu để tính xem nào. Tí xỉu dần mẹo thình tịnh. Độ chục tuổi chứ mấy. Thiếu 2 tuổi nữa thành giáp rồi. Vâng, ấy nhưng mà ai trông vào cũng bảo rằng là cháu trông trẻ trung hơn, xinh tươi hơn mà còn hiền lành hơn nữa đấy. Ai như cái quân, nhìn bề ngoài trông nhu mì như thế mà bên trong như một con rắn độc. Thôi khai đi. Eo ơi, nhắc đến rắn cháu lại sợ lắm mà. Sợ mà khai đi. Xin tòa đừng gõ nữa. Cứ mỗi lần tòa gõ là như ai đấm tùn tụt vào trong ngực của cháu. Sợ lắm, thôi để cháu khai hết ngày ạ. Vâng, cho đến bây giờ cháu vẫn chưa hết bàng hoàng vì cái đêm hôm ấy. Đêm hôm ấy cháu làm sao nhỉ? Cháu sợ. Sợ phải nhìn mặt con ác phụ này. Ôi giời ạ, nó phải tu lận 9 kiếp mới được lọt vào gia đình nhà cháu nhá. Mà phải tu cả đến 12 đời mới cưới được anh cháu đấy ạ. Anh cháu đấy, Ngô Văn Thân tức là nạn nhân đấy, chết rồi đấy. Đẹp trai lắm cơ ạ. Nó có tất cả trong tay đấy mà không biết quý. Trả bù cho tấm thân yếu liễu tơ đào của cháu. Đi lễ Phật hết chùa này sang chùa khác. Ăn chay hết dầm này sang đến dầm khác. Ấy thế mà vẫn... trong chiều tà đấy tòa. Trời ơi, thế là ế thôi. Không ạ, à, không ế đâu ạ, không hề ạ. Này nhá, để cháu dẫn chứng cho mà xem nhá. Cứ mỗi lần mà đi xin lễ chùa đấy là cả bọn đàn ông nối một cái đuôi dài như thế này này đi theo cháu. Cháu không nói phép đâu nhá. Cháu còn quay lại cho hỏi: này, làm gì mà các anh đi theo em mãi thế? Ôi, cả bọn trả lời một loạt. Trả lời như thế này. Trả lời sao? Thì đi theo để mà ngắm cái gáy của em chứ làm gì rồi bỏ chạy tuốt đi thế mới có tức tiền không chứ lệ. À, hiểu rồi, tòa hiểu rồi. Như vậy là chạy theo nhìn cái gái. Vâng ạ. Xong rồi thấy cái mặt nó chạy luôn. Ấy thế mới bảo là bọn đàn ông giờ hơi ấm đầu hết cả rồi. À. Người đẹp như thế này mà lại không ngắm. Đi theo để chỉ mà ngắm cái gáy làm cái khoái khỉ thì tức tiền. Thôi vô vấn đề đi. Này thôi nhá, đủ rồi nhá, bỏ ngay xuống nhá, không gõ nó nhé, sốt cả ruột nhá.
Bây giờ muốn hỏi như thế nào? Vòng 1 này, vòng 2, vòng 3 này, cô này trả lời tốt đấy. Cô thẳng vấn đề hỏi thế nào, muốn hỏi gì thêm nào? Nhanh, hỏi gì thêm nào? Bây giờ tôi phiên em sợ. Thôi, hỏi nào mà. Tòa với tòa, nóng cả người sốt cả ruột. Vậy mới hiểu tại sao ế rồi. Này người ta sợ bà chứ bà sợ người ta. Thôi mời nhân chứng kế tiếp đi. Mời nhân chứng kế tiếp. Đâu rồi sao không ra? Lầm bầm lầm bầm như thế bố ai mà nghe được. Lúc cần không chịu gõ, bây giờ gõ này, gõ cho to vào nhé. Dạ. Cho mời nhân chứng thứ hai ra hầu tòa. Nên mới bảo biết chữa. Là Lê Thị Lợi, tức là bà Phán Lợi, mẹ của nạn nhân Ngô Văn Thân. À, thì ra đây là bà Phán Lợi. Ê lộn, Phán Lợi. Vậy thì trước tòa yêu cầu bà thành khẩn khai sự thật. Vâng ạ, không những trước tòa mà trước trời Phật Thánh Thần, tôi xin nói ra tất cả sự thật ạ. Ôi giời cao đất dày ơi, từng cái tuổi này này là cái tuổi vui thú điền viên với con với cháu, mà giờ đây tôi đứng trước tòa để khai tội con dâu tôi thì thật là vô phúc mục mả. Vâng, người ta thường nói của rẻ là của ôi, lấy phải dâu dại khốn tôi trăm đường ạ. Vâng, thưa với tòa, đây con dâu của tôi đây ạ. Cái ngày mà tôi mang mâm quả, tôi rước nó về làm dâu, tôi những tưởng là tôi hãnh diện với bà con chòm xóm vì nó là một đứa có học ạ. Nhưng mà không ngờ tôi đã lầm to. Về nhà tôi nó ỉ nó có học, nó ỉ nó đợt sống mới, nó coi thường tất cả mọi người trong gia đình, nó đi không thưa, nó về không trình, nó coi nhà như là nhà không có chủ, thật là muối mặt. Thưa mẹ, từ ngày con về gia đình này, trong tâm niệm của con vẫn luôn coi gia đình mẹ cũng như gia đình con. Nếu mẹ nhớ thì đi đâu con cũng đều viết giấy để lại cả. Viết giấy để lại à? Mợ viết giấy đấy tòa, nó nhạo tôi đấy vì tôi đâu có biết chữ đâu mà tôi đọc. Câm mồm. Cái vô duyên chửi nói đã cười. Mợ nói làm sao? Thế mợ vạch cả cái nhà tôi mà chỉ thêm là ai biết chữ để mà đọc giấy mợ viết hả? Thế mợ viết làm gì? Mợ viết cho bố mợ đọc à? Mợ đừng có ý là mợ tốt nghiệp cao đẳng lớp 4 tiểu học mà mợ coi khinh tất cả những người không có học nha. Tôi đây này, chữ cắn làm đôi không biết đây này, mà nước lã tôi vã nên hồ đấy nha. Tôi đây này, tới từng tuổi này rồi, mặt ngang mặt dọc chữ y chữ tờ tôi không hề biết gì cả. Nhưng mà vào vấn đề, ý tôi nói có nghĩa là tuy là tôi không biết đọc nhưng mà tôi biết làm toán ạ. Tính nhẩm hay lắm ạ. Vâng ạ. Tôi nói thí dụ chẳng hạn như là cái nồi giò lụa diêm của tôi đấy. Khoan, diêm là gì? Diêm cũng là cho muối, cho mắm và là cho giò nó mặn lên, có nghĩa là kho đấy ạ. Kho nó đại kho đấy. Diêm tôi bắt ai hiểu. Tôi quen cái chữ diêm rồi ạ. Vâng, thế tôi tiếp rồi không quà. Tiếp đi. Vâng. Thế thì cái nồi giò lụa kho ạ. Vâng. Cái nồi giò lụa kho của tôi nhá, tôi đếm 26 miếng, tôi treo trên nắp bếp. Khi mà tôi bỏ xuống đó, nó chỉ còn 20 miếng là tôi biết có cái quân nào ăn vụng hết 5 miếng. Mẹ ơi, mẹ làm toán nhầm rồi. 26 miếng mà trừ 20 miếng là còn 6 miếng mới phải đấy mẹ. 6 ạ? 6 miếng mẹ. Thôi mẹ vào ngồi đi, mẹ nhanh nhổ đoạn quá. 6 thì đã sao? Ta bảo 5 miếng đây có nghĩa là 5 miếng cái quân ăn vụng nó ăn, còn miếng thứ 6 là tao ăn. Biết chưa mẹ ăn à? Mẹ không nói ai mà biết. Sao? Trời ơi, mà toàn nghĩ coi trời của
tôi làm ra. Mà tôi không ăn, tôi để người khác ăn, tôi tức tôi phải ăn chứ Tòa, đúng không Tòa? Rồi tiếp tục vô vấn đề đi. À thôi, thôi để tôi vô vấn đề chứ mất thì giờ Tòa. Và tôi xin thế này, tôi kể hết cho Tòa nghe như thế này. Thật sự ra đây này, tôi có mỗi một thằng con trai. Cái này con gái, còn con trai chỉ đâu có một thằng thôi ạ. Mà ôi giời ơi, nó to khỏe đẹp trai nhất làng đấy. Trời, tôi thương nó lắm mà. Đấy đây tôi mới chọn mãi mới được dâu này. Đấy tôi rước về nhà dâu có học. Đây rồi để tôi tự nghĩ là một mình nó không đủ sức, nên là chiều chuộng chồng. Đâm ra tôi lại cưới thêm vợ hai cho thằng con trai tôi nữa ạ. Đấy, vợ hai nó hôm nay nó ốm nặng, nó nằm nhà. Nó tên là cái Tuất. Vâng, mà tôi thì công bằng lắm. Tôi bảo hai chị em vợ cả vợ hai có chia nhau ra. Đấy, chia nhau ra mà chiều chồng. Đứa ngày trắng, đứa ngày lẻ. Ủa vậy ngày chủ nhật sao? Ngày chủ nhật thì tôi sợ con trai tôi nó buồn chán đấy. Tôi lại khuyên cháu nó thôi thì cứ đi nghe hát Ả Đào cho nó sướng thân ạ. Trời ơi, vậy con trai bà có phước quá ha. Có một mỗi một thằng ấy mà Tòa. Rồi chồng của bà có được vậy không? Trời ơi, nhắc đến chồng ơi thì tôi uất hận ngàn đời đấy Tòa. Sao ôi vậy? Trời ơi. Ôi trời, thằng chồng tôi nó bất nhân lắm Tòa. Nó ăn chơi biết đủ mùi đời. Khi vui thuốc viện mà khi buồn tình nhân. Kinh có không? Chối nè. Hả? Hay con chối à? Ủa mắc mớ gì tôi chối? Ơ chứ tôi bảo là chồng tôi, nó có bảo Tòa đâu. Nói tiếp đi, rồi chồng ba sao? Ôi trời ơi, nó đời tôi sống với chồng tôi khổ khốn khổ nạn đấy ạ. Sao nữa? Nó tám bà vợ. Tôi là già nhất ạ. Và Tòa cứ nghĩ xem, một tuần chỉ có 7 đêm, tìm đâu đêm 8 để mà vui xuân. Nó khổ cúng để thưởng cho. Khoan. Sao bà chửi chồng bà nhìn mặt Tòa? Ủa thế nãy giờ tôi có thói quen. Vớ vẩn. Thói quen. Cứ những cái chồng mà cứ chỉa sang đây. Thôi. Khai tiếp đi. Khai tiếp. Thế mẹ tới cái đoạn nào rồi con? Trời ơi, chồng mẹ đấy à, lại chỉ Tòa à. Hay tiếp đi. Dạ vâng, sao mà cái ông Tòa cũng giống bố mày thế không biết. Sao cái giống mày, người ta cứ nghiến răng lên. Tiếp đi. Dạ vâng, khai tiếp đi ạ. Vâng. Rồi đấy thì tôi mới cưới vợ hai cho thằng con tôi. Thế bây giờ nhà nó bắt đầu gây ra thù hận ạ. Cái con bé vợ hai thì nó hiền lành lắm. Rồi cái con này nó đâm lầm thù hận nó mới trả thù ạ. Ôi dồi ôi, đây này, đây tôi nói cụ thể thế này, thế này. Hôm vừa rồi nhà tôi có một cái dỗ kỵ nó lớn lắm, nó quan trọng lắm. Cái con này này, cái con mợ cả này, nó chả phải làm gì, nó lười lắm. Nó chỉ có thắp coi như hương quả khoảng 12 cái bàn thờ tổ tiên của nhà. Rồi nó dọn cái nhà ngói ba tòa của tôi. Đấy rồi nó là coi như là cỗ bàn nó phải bày ra. Còn cái con vợ hai nó hiền thì tôi bắt nó coi dùm, nấu dùm cái nồi hải sâm. Rồi con vợ hai nó bận, giao cho nó mà nó lơ là làm sao mà cháy cái nồi hải sâm cả lạng vàng của tôi đấy ạ. Nó hận con vợ hai đấy đấy. Nhưng mà khi nó làm cháy rồi tôi biết là lỗi con này. Con này nó hận thù, nó trả thù. Cho nên tôi không nói một lời nặng nề nào với nó cả đấy ạ. Vâng ạ, khổ thân mẹ cháu lắm đấy ạ. Đấy. Cháu rất là nhân từ và bao dung. Mẹ cháu có làm gì nó đâu ạ. Đấy. Mẹ cháu chỉ bay đến túm tóc lên mẹ cháu bảo là này, tôi là hiền đó nha. Mẹ chồng khác đặt cả cái nồi hải sâm vào mặt rồi. Giờ này cũng sờ sờ đấy ạ. Đúng không mẹ? Tao biết mãi làm sao đến giờ mày chưa chồng rồi đấy. Vâng ạ. Đấy, tôi có tạt đâu ạ. Thẳng vấn đề đi. Dạ vâng, vấn đề ạ. Vâng, tôi đâu có tạt nó đâu. Nhưng mà nó vẫn tức. Nó tức, nó hận thù lắm đấy ạ. Ôi trời, nó trả thù tôi nhiều lắm nhá. Nói nó ngay thì nó có một cái công là nó đẻ cho tôi thằng cháu nội. Con tôi. Con mợ nhưng mà là cháu của tôi mà biết không? Cháu đích tôn của tôi mà có biết không? Ai có cháu rồi mới biết mình thương con một mà mình thương cháu tới 10. Ôi giời ơi, tôi thương thằng bé đứt ruột đứt gan ra đấy. Rồi thằng bé độ khoảng 1 tuổi thì thằng bé nó ốm Tòa. Mà tôi nuôi con tôi biết mà. Con nít mà nó ốm thì chỉ có ma nhập thôi chứ chả có gì cả. Thế rồi có
coi như tôi mới đưa thằng bé đến thầy pháp cúng kiến chạy chữa, coi như gần xong rồi thì nó răng thằng bé nó đưa đi đốc tờ. Thầy chữa hay lắm đấy ạ. Thầy lấy cái roi dâu dài như thế này nè, quất 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 vào con ma, càng quất con ma càng xanh càng mệt đấy tòa. Cái gì? Con ma ở đâu? Thì con ma trong người thằng bé, tức là quất thằng bé đấy. Cảm ơn ạ, quất thằng bé đấy ạ. Thầy pháp giỏi lắm. Thầy dùng cái dài, cái roi nó ngắn thế này này, thầy nghiến răng thầy quất. Thầy quất 10 ngày mà thằng bé nó còn thoi thóp đấy ạ. Mà cái con ác độc này, nó răng thằng bé ra, nó đưa vào nhà thương, nó gặp đốc tờ Tây, cứ on đơ toa, bạc xăng phăng lê, cái gì tôi chả hiểu. Rồi đốc tờ đưa nguyên một cái kim dài như thế này này, lụi thằng bé quá, lụi ra thằng bé chết ngay trên tay tôi đó. Không, các thầy bùa thầy pháp đã giết chết con. Mẹ đừng đổ tội cho con. Ai? Mẹ hãy trả lời con đi, ai là người giết chết con? Ai? Thế mọ nói ai? Mọ nói ai giết hả? Mọ đừng có bốc lửa bỏ vào tay người nhá. Ý là mọ nói tôi giết con tôi giết cháu tôi à? Ôi trời ơi, tôi độc ác như thế mà tôi chết nửa đời người tôi đây tòa. Còn xin tòa, tòa hãy nhìn con đàn bà này, chồng chết con chết mà mặt nó cứ cưng cưng ra như vậy. Tôi hỏi tại sao mợ không nhỏ một giọt nước mắt xót thương cho chồng, cho con? Thì nó nói là nước mắt không vơi được nỗi sầu. Thưa tòa, người đàn bà này là người đàn bà không có trái tim. Bàn tay người đàn bà này vướng máu. Tôi xin tòa, tôi xin tòa phạt thật nặng. Cái loại gái non cuồng say với những làn sóng lãng mạn mới này mà quên đi thiên chức của một người vợ hiền dâu thảo. Vì những người này, gia đình sẽ lung lay, mà gia đình lung lay thì xã hội sẽ lung lay, mà xã hội an nam ta cần vững chắc là nhờ có gia đình. Gia đình, gia đình. Không, cho tôi được nói. Mày không được nói. Mời bị cáo. Thưa tòa, tôi xin được nói ở đây không phải là để tòa rủ lòng thương tôi, bởi vì tôi đã sẵn sàng chấp nhận tất cả những hình phạt mà xã hội sẽ dành cho tôi. Tôi chỉ xin nói ở đây một lời cuối cùng, rằng tôi không giết chồng tôi và tôi không giết con tôi. Xấu đấy ạ. Tôi xin lỗi cô Bích, vì tôi mà cô đã mất đi một người anh đáng kính. Xin cô nhắn với mợ hai dùm, vì tôi mà mợ hai đã trở thành quá buộc. Thưa bà, tôi xin lỗi bà, vì tôi mà con trai bà đã thiệp mạng oan. Cho đến giờ phút này, tôi đã không còn là con dâu của bà nữa. Nhưng ngày hôm nay, tôi xin được nói hết tất cả những gì tôi suy nghĩ về bà trong bấy lâu nay. Thưa bà, tôi và bà sẽ không bao giờ có thể hiểu nhau được, nhưng phải sống chung trong một mái nhà thì sự xung đột khó có thể nào tránh khỏi. Đối với tôi, cho dù có phải chịu cảnh tù tội, tôi cũng không nửa lời oán trách ai. Còn bà, nếu bà vẫn coi tôi như kẻ thù, thì đó là quyền riêng của bà. Xét về một mặt nào đó, thì tôi và bà cũng đều chung một số phận. Phận làm dâu cay đắng, nghiệt ngã, phải chịu đựng trong câm lặng. Mẹ, mẹ. Tôi chỉ xin những người ở nơi đây hãy khoan dung mà suy nghĩ lại cho tôi, rằng trong tất thảy những điều đó, thì tôi và bà
vẫn là những người đau đớn nhất. Không, không. Mày mà đau đớn gì? Tao mới là người đau đớn thế này. Mày nói không phải lỗi tại ai? Tại sao con tao chết? Mày nói không lỗi tại ai mà anh tao tự dưng lăn đùng ra chết à? Tại sao? Trần Tân, tòa cho mời nhân chứng cuối cùng, cô Lê Thị Muốn. À, con Muốn là ai thế mẹ? Con khóc sốt ruột quá. Thế mày coi sóc trong nhà mà không biết con Muốn là ai à? Con Muốn là đứa nào? Ờ hay, thôi đừng dài mồm khóc nó sốt ruột. Thế là con Muốn. Ôi chết, hay nhà này có gián điệp. Con... Thôi chết. Con Sen. Con Sen nhà mình mẹ, con Sen. Con Sen. Dạ, con lạy tòa, con lạy bà, con lạy cô. Cô bé, khai đi con. Tôi xin phép tòa. Con bé này tôi nuôi nó từ nhỏ, nên tôi biết nó rút rát lắm ạ. Tòa có thể cho tôi nói chuyện với nó một vài câu rồi nó sẽ khai ngay ạ, được không ạ? Vâng, cảm ơn tòa. Xem đó hả con? Khốn khổ, đứng lên. Hay gấp của đám tội. Hôm nay mày ra tòa, bà mới biết mày tên Muống đây này. Chứ ở nhà cứ gọi mày con Sen không à. Khổ quá đây này. Hôm nay được tòa vời ra là phúc lắm đó nha con nhá. Khai cho thành thật nhá. Đây, tao hôm nay tao mới lại có thì giờ ngắm nó một tí đây ạ. Vâng, gấp nuôi mày lớn bỗng ra đây này. Này, thế bà quên hồi đấy thầy U mày bán mày gán nợ cho bà năm mày bao nhiêu tuổi nhỉ? Sáu đâu mà sáu gấp, thầy U mày nói dối chứ. Năm đấy mày 4 tuổi rưỡi thôi à. Vâng, nó bé như cái củ khoai ấy ạ. Bà tôi thì, vâng, tôi tội nghiệp, tôi thương nó lắm. Tôi chả cho nó làm gì cả, nó chỉ có chơi thôi ạ. Nó ở với tôi nó sung sướng lắm tòa, có đúng không con? À, con chỉ có việc gà gáy cân ba. Con đưa trâu ra đồng mà. Ừ. Xong con đi vắt lúa. Ừ. Rồi về nấu cám cho lợn, thổi cơm cho bà. Ấy. Con quét dọn vườn tược. Vâng. Rồi đi ngược ra đồng đem trâu về nhà. Dạ. Sao lại thổi cơm cho lợn, nấu cám cho bà? Mày nói gì thế à? Tao dạ, mà đi ăn cám à? Vâng. Con lấy bà tha cho con à. Mẹ ơi mẹ. Cái gì? Nó ví mẹ với lợn đấy. Mày vào chỗ ngồi ngay. Con này thật. Rời đất ơi. Dạ. Nói lại. Dạ. Con nấu cám cho lợn, con thổi cơm cho bà. Vâng ạ, tôi ăn cơm ạ. Vâng. Rồi tối con lên lò nấu mỡ. Thôi được rồi, đủ rồi, gớm mày nói lắm thế. Thôi. Dạ. Để cho cháu khai đi. Dạ, khai thế thôi ạ. Vâng, nó làm có bao nhiêu việc đấy thôi đấy mà. Thật sự tôi cho nó ăn no đẫy ngày 3 bữa đấy ạ. Đây con khai với tòa đi. Có phải sáng coi như là bà cho con ăn khoai, đúng không? Rồi trưa thì ăn sắn, rồi tối hút cháo ngô, đúng chưa? Thế mày sống với tao mày sung sướng quá mà. Dạ, con ở với bà con sung sướng lắm. Đấy, tôi bây giờ khai đi nhá con nhá. Đây là bây giờ khổ lắm đấy này, mày khai làm sao, mày thấy làm sao, mày khai thật với tòa nhá. Mày thấy mợ, mợ xô bà như thế nào, mày phải gai. Mày thấy mợ thọc vào cậu như thế nào, mày phải gai. Thôi khai đi. Dạ, vâng, này, này, con này, mày nhớ nhá. Thầy U mày còn thiếu bà nhiều thóc lắm đấy con nhá. Khai đi. Vâng ạ, con nhớ khai đi con nhá, khổ quá. Thôi ra đi con. Dạ, trước mặt tòa con xin sai những gì con thấy. Con nhớ rất kỹ đêm hôm đó khi con pha nước pha trà dọn giường cho cậu mở hai, con thấy mở hai đang đọc tiểu thuyết, còn cậu hai con thấy cậu sốt ruột lắm. Dạ cậu. Bà xuống. Báo mặt Tuất, tí cậu ghé. Dạ.
Mợ, tắt đèn cho tao đi ngủ đi. Bây giờ hơn 8 giờ. Sao cậu cứ quen cái thói ở quê? Ở Hà Nội, ai ngủ sớm bao giờ? Tôi bảo mà tắt, sao mà không tắt? Ơ hay, cậu không thấy tôi đang dọc sách sao? Mà tôi cần đèn để xem sách. Sách vở, sách vở. Mà hình như tôi thấy cậu muốn xuống với mợ Tuất thì phải. Nếu mà cậu muốn xuống thì cậu xuống đi. Tôi đâu có nói gì đâu. Vơ vẩn. Tuất, Tuất, Tuất. Mẹ cũng chết. Lên, lên xuống xuống. Mà để đèn tôi ngủ không được. Thì cậu cứ xoay lưng vào bên trong mà ngủ. Tôi bảo mà không nghe à? Phép ở đâu thế? Tôi xin cậu đấy. Cậu có thể để cho tôi yên có được không? Mà cậu muốn tắt á, thì cậu ra mà tắt. Cậu làm cái trò gì đấy? Cậu không có quyền động vào sách của tôi. Cậu... Mà không được lắm. Tôi không có làm, nhưng cậu không có quyền động vào sách của tôi. Cậu cũng... Cái gì mà hình hịch thế hả con? Đêm hôm rồi mà sao lại cứ còn hình hịch thế này? Cái chuyện gì thế hả con? Sao lại cứ tiểu thuyết suốt ngày? Cái gì? Lại đọc sách nữa à? Rồi sao cứ sách mãi vậy mợ? Suốt ngày mợ cứ học cái thế này, chả biết học làm gì này. Tôi nói mợ nghe này, học cho lắm thì tắm cởi chuồng mợ ạ. Nha. Học làm gì? Học là tính là vượt mặt chồng đấy à. Này nhá, khôn ngoan thì cũng thể đàn bà, mà dẫu rằng vũng dại cũng là đàn ông, biết chưa? Có học lắm không thể nào qua mặt chồng được nhá. Thôi nhá. Không chết. Sách với chả vở. Con, ôi dồi, thương thằng bé tròn mẹ nhảy. Sao vậy? Sao mà mặt mày cứ cau cau có như thằng khó hết tiền vậy con? Cười mẹ con coi nào. Cười cho. Đấy, xinh thế còn chưa lại đấy. Sao giờ chưa đi ngủ hả con? Đi ngủ rồi còn mai còn lấy sức mà đi nghe hát cô đào chứ. Cái gì? Biết Tuất rồi, nó đang chờ con dưới phòng đấy. Nhưng mà rúm lần cho nó gãi lưng cho mà ngủ nhá. Đấy, sao lại... Thôi được rồi, ngày mai muốn đi đâu chơi thì đi. Con cứ xài gì con xài nhá. Nhà mình ruộng đồng châu nái, con nạ tiền rừng bạc bể, cứ việc xài cho vui nhá. Biết Tuất rồi, đấy, biết Tuất mà. Đây tôi vẫn nhìn cứ xót, nên tôi Đức Phật bảo như ngày xưa trẻ cứ phọt 5-7 thằng con thì không sao, có mỗi thằng con này cứ nhìn là xót. Nó ăn mình cũng xót nhé, nó ngồi mình cũng xót, mà nó đi ngủ với vợ nó mình lại còn xót hơn chứ lại. Đi vậy ấy. Sao? Không phải Tuất à? Thôi được rồi. Đấy, nhưng mà này, mẹ đi coi tử vi cho con rồi đấy nhá. Con thì cái số của nó phong lưu lắm rồi, ôi tiền bạc vật chất chả cần gì hết. Mà về tinh thần đấy nhá, con nó chỉ có khổ vì cái con này. Chỉ có khổ vì con này thôi. Tôi thật mợ. Mợ là mợ sướng lắm rồi đấy. Sướng vô cùng rồi đấy. Để chồng nó cứ kề cận thế này này, chồng hiền như thế này, nó cơm nhà quà vợ như thế này là phải mừng đấy. Tôi ngày xưa tôi làm dâu tôi khổ lắm mợ ơi, chả được như mợ bây giờ đâu nha. Đây cho mợ nghe này, làng trên xóm dưới người ta nhìn mợ đó nha, người ta thèm cái địa vị của mợ lắm, mà mợ cứ mặt lưng mày vực như vậy là coi không được một tí nào cả. Đây này, mợ có phúc mà mợ không biết hưởng phúc đây này. Đây chui vào chăn thì mới biết chăn có giận. Hôm nay mợ ăn gan rời à? Sao mà mợ lại dám giả lời tôi thế à? Làm sao? Ở trong chăn với chăn có giận à? Thế thì hằng đêm mợ đắp chung chăn với ai thế nhỉ? Hằng đêm mợ đắp chung chăn với thằng chồng mợ là cái thằng thân này này. Thế thì thằng thân này nó là con giận à? Mà nếu nó là con giận thì tôi là mẹ con giận à? Có nghĩa là mợ chửi cả gia đình tôi là đồ súc vật đúng chưa? Ôi trời ơi, mợ quá to gan lắm rồi đấy, con thấy chưa? Nó chửi nhà mình là đồ súc vật đấy này. Mà giá như nó chửi mình là trâu là chó thì còn to lớn, nó chửi con giận thì nó hèn hạ lắm. Con ơi trời ơi, mày là chồng mà mày hèn nhá, mày còn đứng như thế à? Mày sang mày dạy nó cho tao mau lên. Ai dạy ai? Động một tí thì dạy, tôi không có cần ai dạy. Ôi tôi. Ôi láo với mày ông à? Ấy, mất dạy. Mất dạy ư? Mất dạy là bắt nạt người đàn bà yếu đuối, là hèn nhát một lũ. Trời ơi, mày nghe nó chửi lại mẹ chưa?
Mày nghe nói thế chưa? Thế thì bây giờ nha, tôi nói cho mợ biết nha, tôi đánh mợ xem mợ có bảo tôi hèn nhát không nha. Mợ đừng có tưởng nha, không ai có quyền chửi tôi, cũng không ai có quyền đánh tôi. Mà tao có quyền trong cái nhà này. Tao đánh xem mày có dám chửi tao không hả? Tôi không chửi người khác. Chửi người khác tức bẩn mồm mình. Ui giời ơi, con nghe chưa? Mày nghe rõ ràng chưa? Nó hỗn láo như thế, mày còn đứng như phóng thế này à? Mày dần xác nó ra cho tao. Mày đi tù tao chịu tội bao lần, dần xác nó ra. Bà cũng là người, tôi cũng là người. Bà... Cái gì? Mày muốn cái gì hả? Mày muốn cái gì? Bà mà đánh tôi không. Mẹ già như thế này mà nó đẩy mẹ già như thế. Ôi giời ơi, nó giết tôi, giời ơi. Con trai ơi là con trai, mày để nó giết mẹ mày. Ôi giời, tôi chán cái cảnh này lắm rồi. Bà đừng có vu oan cho tôi. Ôi, cái gì đây này? Ôi, mày để nó đi thế à? Thằng này, mày để nó đi thế à? Người! Đi xa! Sống thì đứng lại! Cậu không có còn xem đâu, tôi. Con xem! Tôi cấm cậu không đưa đụng vào người tôi! Vào đóng cửa hết cho bà, mau lên! Ủa, được! Thì sao? Nó cho tao! Không có quyền được cho! Nó! Đúng, đấy! Con hôm nay được đấy! Anh hùng đấy! Mày dạy nó cho tao! Tần cho nó một trận cho tao, mau lên! Không! Mau lên! Không ai có quyền đụng vào người tôi! Tần nó! Không! Mau lên! Con! Cậu ngã vào con dao cậu chết rồi mà ơi! Con dao của tôi! Cái gì đây? Hả? Tôi... Không! Không phải tại tôi! Tôi xin lỗi cậu. Ôi, con tôi. Con tôi. Kính thưa quý vị, theo lời của nhân chứng cuối cùng và những gì quý vị đã chứng kiến, chứng tỏ là cô Nguyễn Thị Loan không cố ý giết người. Nay tòa tuyên bố Nguyễn Thị Loan vô tội. Kính thưa quý vị, một khi Nguyễn Thị Loan vô tội thì sẽ trở thành nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung. Nữ ca sĩ Y Phương. Bé Kim Quang. Cười chết sống dậy Lê Quân. Về đây, bà Phát Minh.